Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 7 tháng 8 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Lô thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 đầu tiên đã về Việt Nam. Ngày 5 tháng 8, lô thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 đầu tiên đã cập cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Do tình hình vận chuyển khó khăn, các lô hàng phải chia thành từng đợt nhỏ nên thuốc Remdesivir sẽ về Việt Nam liên tục nhiều đợt. Chưa đầy một tuần kể từ khi công bố tập đoàn Vingroup đã nhập khẩu những lọ thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên, số lượng còn lại sẽ lần lượt được chuyển về Việt Nam ngay trong tháng 8 năm 2021. Dự kiến đến tuần sau sẽ có khoảng là 100.000 lọ thuốc Remdesivir tiếp theo về tới Việt Nam để kịp chuyển cho Bộ Y tế phục vụ khẩn cấp cho việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Remdesivir là thuốc kháng virus được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA phê duyệt khẩn cấp để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 với khả năng là rút ngắn thời gian hồi phục và giảm mạnh tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân diễn biến nặng. Remdesivir đã được 50 quốc gia như là Mỹ, EU, Úc, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, v.v. đưa vào phác đồ điều trị từ tháng 5 năm 2020 và là một trong những loại thuốc đặc trị khó tiếp cận hàng đầu trên thế giới. Remdesivir được sử dụng cho bệnh nhân COVID-19 thể trung bình và nặng theo hướng dẫn trong phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế, tập đoàn Vingroup đã đàm phán thành công đợt đơn hàng đặc biệt 500.000 lọ Remdesivir do công ty dược phẩm Cipla Ấn Độ sản xuất dưới sự cho phép của Guilin CCC Hoa Kỳ. Với 500.000 lọ, số thuốc trên có khả năng hỗ trợ điều trị cho khoảng 80.000 đến 100.000 bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam. Và đó là một thông tin vui của Vingroup. Cảm ơn Vingroup. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký vào chuông để theo dõi những thông tin COVID-19 mới nhất trong ngày. Tạm biệt anh em.